Cách thứ hai là sử dụng tệp look like. Sử dụng tệp look like này sẽ được look like từ những cái tệp chất lượng là người thật, từ người mua hàng thật, thì cái tệp này nó sẽ rất chất và sẽ có rất là ít bot farm. Làm sao để loại trừ bot comment vậy anh? Thực ra để loại trừ bot comment ấy có rất là nhiều cách. Một trong những cách đấy là chạy chuyển đổi, đúng không? Cách thứ hai là sử dụng tệp look like. Sử dụng tệp look like này sẽ được look like từ những cái tệp chất lượng là người thật, từ người mua hàng thật, thì cái tệp này nó sẽ rất chất và sẽ có rất là ít bot farm. Và cái thứ ba là bạn có thể loại trừ bot farm ngay trong tệp lõi. Thì cách để loại trừ bot farm thì nói chung là mỗi ông loại trừ một kiểu, không ông nào loại trừ giống ông nào. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái đặc thù chung là như này. Một đặc thù chung là hầu như các bạn để ý nhé, hầu như là những anh em mà dùng bot farm ấy đều dùng Hotmail hoặc là dùng Outlook. Đấy, hầu như là dùng Yahoo Mail, Hotmail này, Outlook này. Thì mình thấy rằng là nếu mà loại trừ mấy cái Hotmail, Yahoo Mail, cả Outlook ra, thế mình đồn đoán thôi, rồi sau đó loại trừ những người mới sử dụng thiết bị di động từ 1 đến 3 tháng, từ 3 đến 6 tháng, thì mình thấy là giảm đi được đáng kể. Đấy là cái thực tế mà mình triển khai, mình thấy như vậy. Còn nếu như mà bảo là anh em làm bot farm mà anh em lập Gmail với cả anh em làm bot farm mà anh em dùng số điện thoại thì mình thấy ít lắm. Đa số anh em đều dùng những cái email miễn phí. Ví dụ như là domain mail, ví dụ như là Hotmail, đúng không? Ví dụ như là Yahoo Mail, ví dụ như là Hotmail, Yahoo Mail, Outlook, thì mình loại trừ những cái đấy ra thì mình thấy ok, đúng không?